Trần Đức Lương, sinh ngày 5 tháng 5 năm 1937 tại xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, là một chính khách Việt Nam. Ông nguyên là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1997 đến năm 2006, là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 8, chín và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 8. Sự nghiệp ban đầu, tháng 2 năm 1955, ông tập kết ra Bắc rồi học sơ cấp, học bổ túc trung cấp địa chất, rồi làm kỹ thuật viên, đội trưởng, đoàn phó kỹ thuật địa chất, rồi đến bí thư chi đoàn, chi ủy viên, rồi làm bí thư chi bộ, liên chi ủy viên. Năm 1959, ông gia nhập Đảng Lao động Việt Nam. Tháng 9 năm 1959 đến tháng 3 năm 1964, ông là đội trưởng đội địa chất 4, đoàn địa chất 20, đồng tác giả công trình nghiên cứu lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1/500.000 miền Bắc Việt Nam, công trình hợp tác Xô Việt trong các năm 1960 đến 1965. Trong giai đoạn này, ông là Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Lao động Cục Địa chất, chi ủy viên 1963 đến 1964. Từ tháng 9 năm 1966, ông học ở Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội, hệ chuyên tu đến tháng 1 năm 1970. Ông cũng là đảng ủy viên, bí thư đoàn trường vào năm 1969. Sự nghiệp chính trị, giai đoạn 1970 đến 1987. Từ tháng 2 năm 1970 đến tháng 8 năm 1975, ông là Phó Cục trưởng Cục Bản đồ Địa chất, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cục. Từ tháng 9 năm 1975 đến tháng 7 năm 1977, ông học trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương, bí thư chi bộ lớp. Từ tháng 8 năm 1977 đến tháng 2 năm 1987, Phó Liên đoàn trưởng, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Địa chất, sau đổi là Tổng Cục Mỏ Địa chất, bí thư Đảng ủy Liên đoàn, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Công đoàn Việt Nam, bí thư Ban cán sự Đảng Tổng cục, đại biểu Quốc hội khóa 7, phó chủ nhiệm rồi chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật của Quốc hội, phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt Xô. Ông trở thành ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 5, thành viên Chính phủ. Năm 1987, ông làm phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Sau khi sửa đổi hiến pháp, chức phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đổi thành phó thủ tướng Chính phủ. Giai đoạn này, ông là đại biểu Quốc hội khóa 8 và là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 6, khóa 7. Ông là đại diện thường trực Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hội đồng Tương trợ Kinh tế đến năm 1991. Ngày 24 tháng 9 năm 1997, ông được bầu làm Chủ tịch nước kiêm Phó Thủ tướng Chính phủ đến ngày 29 tháng 9 năm 1997. Chủ tịch nước 1997-2006. Ngày 24 tháng 9 năm 1997, Trần Đức Lương được bầu làm Chủ tịch nước. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị, sau đó Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng khóa 8, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 9. Ông kiêm luôn chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Ngày 24 tháng 7 năm 2002, ông Lương tái đắc cử chức Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 11. Hoạt động trong nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ của ông đã có cuộc bạo loạn tại Tây Nguyên vào năm 2004. Trong sự kiện vụ án Nam Cam, ông đã bác đơn ân xá đối với các tử tù, trong đó có Nam Cam. Năm 2005, ông và các đồng sự trong Cục Đo đạc Bản đồ được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ với hai công trình: Bản đồ khoáng sản Việt Nam tỷ lệ 1/500.000 do Tổng cục Địa chất xuất bản năm 1981, Bản đồ Địa chất Việt Nam tỷ lệ 1/500.000 do Tổng cục Mỏ và Địa chất xuất bản năm 1988. Đối ngoại, Trần Đức Lương là chủ tịch nước đầu tiên trong lịch sử đón tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton vào năm 2000 sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1995. Hai bên tin tưởng chuyến thăm sẽ đánh dấu việc mở ra quan hệ mới giữa Việt-Mỹ. Năm 2001, trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin, hai nước đã xác lập mối quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược. Ông đồng thời cũng trao tặng huân chương Hồ Chí Minh cho ông Putin. Ông cũng là chủ tịch nước đầu tiên thăm Hàn Quốc, từ chức. Ngày 24 tháng 6 năm 2006, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh cho biết Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An vì tuổi đã cao và thực hiện chủ trương trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo đã nêu nguyện vọng xin không tái ứng cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa 10. Nguyện vọng này đã được Ban chấp hành Trung ương khóa 9 và Đại hội 10 chấp thuận. Sau đó, cùng với các ông Phan Văn Khải và Nguyễn Văn An, ông đã đọc đơn xin thôi chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ sau đó một năm. Trình bày đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước, ông Trần Đức Lương giải bày, trong 20 năm qua, tôi đã hết sức cố gắng, toàn tâm toàn ý thực hiện các chức trách nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần nhất định cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới của Đảng. Trong tiến trình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, vì tuổi đã cao và thực hiện chủ trương trẻ hóa đội ngũ cán bộ,
tôi đã nêu nguyện vọng xin không tái cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa 10. Nguyện vọng của tôi đã được Ban chấp hành Trung ương khóa 9 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 chấp nhận. Việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Trần Đức Lương, số phiếu xin ý kiến thu về là 465 phiếu, số phiếu đồng ý là 458 phiếu, 98,49% số phiếu thu về và bằng 92,9% so với tổng số đại biểu Quốc hội, có 7 phiếu không đồng ý, 1,51% số phiếu thu về và bằng 1,42% so với tổng số đại biểu Quốc hội. Chiều cùng ngày, Quốc hội đã miễn nhiệm chức Chủ tịch nước của ông. Ông Lương sau đó vẫn giữ chức Chủ tịch nước đến ngày 27 tháng 6 khi Nguyễn Minh Chiết được bầu làm người kế nhiệm. Ông mới thôi giữ chức, nghỉ hưu. Sau khi nghỉ hưu, ông vẫn là Chủ tịch danh dự Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cho đến năm 2012. Ông chủ yếu dành cuộc sống cho gia đình và tham dự một số sự kiện của Đảng. Năm 2007, ông được tặng thưởng huân chương sao vàng, gia đình. Vợ ông là bà Nguyễn Thị Vinh, cả hai người có với nhau hai người con. Con trai ông là Trần Tuấn Anh, hiện là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Con gái ông là Trần Thị Minh Anh, 1962, hiện là Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xi Măng Việt Nam.